cái chạy vào một cướp nhiều tiền mất tới kia đấy mà không cướp. Thì em đâu đi đánh đu đấy. Quậy là tôi đây giờ là đây đêm. Thì cháu bảo ơi, chị Nga mà sắp bên đây tóc đen lắm. Nga không vào lấy mình nghĩa bày mười đã. Thì đến con dân à? Mà bố không vào ra rồi. Vào đây ngồi đi. Bây giờ đã đến 2 giờ làm việc. Tôi xin kính mời các ông, các bà, chúng ta ngồi vào vị trí này. Mời các cháu ngồi vào hàng lối nhá. Chúng ta làm vào làm lễ phát thưởng. Trước khi vào làm lễ, tôi xin đọc buổi lễ phát thưởng hôm nay của dòng họ chúng ta sẽ có những chương trình sau đây. Phần thứ nhất, tôi xin đọc lời khai mạc. Tiếp theo chương trình, tôi sẽ xin giới thiệu một ông ở trong họ sẽ lên là căn dặn các cháu. Chương trình vẫn ở đây. Sau lời phát biểu của ông là phần trao thưởng. Phần trao thưởng thì sau đó kính mời bác Giáp Văn Hiệp chở họ lên trao thưởng. Chú Tuấn sẽ là người sắp phần thưởng và trao lại giấy khen cho các cháu. Sau đó là lời cảm ơn của đại diện học sinh ở trong dòng họ. Và tiếp theo là phần liên quan danh thiệp của cả họ. Kính thưa các bậc cao niên trong họ, kính thưa các bậc phụ huynh, thưa toàn thể các con em đã đạt thành tích học tập trong năm học 2008-2009. Hôm nay, họ Giáp TV tổ chức trao phần thưởng khuyến học cho các con em đã có thành tích học tập trong năm học vừa qua. Về dự lễ trao thưởng hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có các ông bà cao niên trong dòng họ, có ông Giáp Văn Nhiệm trưởng họ, đề nghị toàn thể chúng ta nhiệt liệt chào đón. Có ban tổ chức dòng họ, có các bậc phụ huynh và đông đủ các con em có thành tích học tập trong năm học vừa qua, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vì lợi ích trăm năm trồng cây, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Dòng họ chúng ta có giảng danh, có trường tồn hay không, đó là nhờ vào sự nỗ lực của mọi thành viên trong dòng họ, là nhờ vào sự phấn đấu không ngừng của lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Với tinh thần xây dựng, đoàn kết, phấn đấu năm sau hơn năm trước về mọi mặt, họ ta đã thành lập quỹ khuyến học từ năm 2002 và duy trì cho tới nay và mãi mãi đến sau này. Cùng với sự quan tâm của xã hội, chăm lo của gia đình, nhất là sự phấn đấu, chăm chỉ, học tập của mỗi thành viên, con em trong họ, quỹ khuyến học của dòng họ ta đã góp phần vào sự thúc đẩy tinh thần học tập của các con em. Trong năm học 2008-2009, họ ta có 25 con em đạt thành tích, trong đó có 2 em đã đỗ vào trường đại học chính quy. Có 2 em đạt thành tích học tập trong trường đại học, còn lại là các con em đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và học sinh tiên tiến ở các cấp. Tiếp sau đây chương trình, tôi xin
giới thiệu ông Giáp Văn Dính sẽ lên có một đôi lời căn dặn các cháu cho những năm học mới. Xin mời chú Dính ạ. Kính thưa toàn thể gia tộc trong hội giáo và các cháu học sinh, hôm nay là ngày cao lớn cho các cháu phần thưởng. Tôi có một đôi lời là chúc các cháu học giỏi khá và càng ngày càng tốt hơn. Bởi vậy cho nên là ở trong dòng họ ta là cố gắng phát huy tinh thần và học tập, làm trai cho đáng lên trai, xuống biển cả lên rừng xoài phương. Cái này nó là cái di tích lịch sử mãi mãi mà trong dòng họ ta. Thế thì hôm nay là cũng cái ngày lễ cao thưởng, tôi cũng có một đôi lời là chúc các cháu cố gắng là học tập cho giỏi. Cảm ơn. Tiếp sau đây là phần lễ trao thưởng. Lần lượt chúng ta sẽ trao thưởng từ các em đạt thành tích cao, sau đó đến các em mầm non. Trước tiên là xin mời hai tân sinh viên đại học. Mời hai em. Đây là con của ông Giáp Văn Nga, Ninh thì Tuyết, phải không? Tuyết. Đỗ Đại học. Kinh tế quốc dân. Cháu Phạm Thị Trinh, con cô Giáp Văn Khôi, Đỗ Đại học. Giáp Thị Khôi, Đỗ Đại học Hà Nội. Tiếp theo là hai giấy khen đại học. Có đại diện, mời đại diện lên đây. Cháu Giáp Thị Hương, đây là giấy khen sinh viên Giáp Thị Hương. Con nhà Quýnh thì cái ấy kìa, lên lấy nào. Sinh viên đại học. Chú Dính đọc tên. Giáp Thiệu Anh. Đứng chú Dính là... Ê, bảo cái đứa. Nhà trường nó báo là... Sau đến lớp 12 nhất đấy. Nhất mi tiến. Đấy, chứ nhỉ? Đây là cháu Giáp Văn Nhất. Lê Đức Tiến.
Tiến. Đây là Lê Đức Tiến, còn là cô Giác Thị Thật. Đây rồi. Cháu. Đứng lên. Được rồi. Được rồi. Đúng ra là Tiến nó ở đây cơ. Được rồi. Giác Văn Tuân. Giác Văn Tuân. Con là của bà Nguyễn Thị Luật. Bảo cháu cố gắng nha. Giáp Thị Thu. Ở đây là cô cháu con là Đại. Cháu dính đây. Đây là Giáp Thị Minh. Minh là chú Chi. Chú Dính. Con chú Chi nhá. Chú Dính nhá. Giáp Thị Lan. À đây là sang năm là phải bảo mẹ hay là bố lên nhá, mày chăm học nhất năm nào có tới đó lại rơi rồi. Giáp Kỳ Hiền. Giáp Văn Huy. Đây. Giáp Văn Huy. Bà ở đây không gọi bà nhưng qua cổng. Lê Thị Tuyết Nhung. Đứng vào giữa. Lê Thị Tuyết Nhung. Đấy, là cháu được nhận được sang cái bên này. Đúng rồi, đúng rồi, bác em nhiệm trao cho. Đấy, chú Láng đây không? Chú Giáp Thị Lý. Chú Láng đi thành qua đây để tham gia nó quay. Alo, chú Láng đã vào. Lê Văn Lâm. Giáp Thị Hiền. Nếu như mà lĩnh một cái rồi thì hai cái thì lĩnh một thôi. Thế thì thôi cái. Tức là đi thi học sinh giỏi thì được giải khuyến khích cũng như Phượng mà. Thì lĩnh một cái thôi. Phượng được hai cái cùng mấy đứa cùng đi thi đợt đấy. Giáp Thị Phượng. Phượng cũng có một cái chứng nhận của huyện, một cái của trường. Cháu rất nhiều. Phượng lớn thế. Giáp Thị Hồng Anh, con của Trúc Sắc Ngọc. Giáp Thị Bích Thường. Giáp Bích Thường đây, con chú Liệu đấy. Vũ Đình Vũ. Lên bắt tay thôi. Giáp Hoài Linh.
Giáp thầy lên. Bà vào nhá. Hết giấy khen là hết. Ừ. Thế bây giờ phần thưởng là xong. Bây giờ mời các cháu xếp hàng đằng trước lên bộ. Các cháu xếp hàng lên đây. Cầm giấy khen để cháu đi nha. Thôi để cầm, để cầm. Đấy, mẫu giáo xếp đằng trước nè. Ly, Ly đứng dậy đi, Ly, hai chị em đứng. Cao đứng đằng sau, thấp đứng đằng trước. Đấy, ngoài giấy khen ra trước. Cao đứng ra sau, kéo rời mất phòng mình đấy nha. Phải nhớ đặt chồng rồi đấy, đuổi lên, đuổi con này. Thế rồi. Bố đứng ở đằng sau ở giữa này. Để cho Ly đọc cái ấy. Kính thưa các ông, các bà, kính thưa các bác, các cô, các chú, hôm nay chúng cháu vinh dự được về đây nhận phần thưởng của dòng họ. Chúng cháu xin kính chúc các ông, các bà, các chú, chúc toàn thể các thành viên trong họ luôn luôn có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Chúng cháu đạt được thành tích học tập của ngày hôm nay, đó là nhờ vào sự quan tâm của xã hội, sự dạy dỗ của các thầy, các cô, sự chăm lo của gia đình và sự động viên của dòng họ. Để đền đáp sự quan tâm đó, chúng cháu xin hứa luôn chăm ngoan, học giỏi, để thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước. Phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, góp phần làm giảm danh dòng tộc họ Giáp. Một lần nữa, chúng cháu xin kính chúc mọi thành viên trao họ luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc. Chúng cháu xin cảm ơn. Ờ, sau đây là Hoàng Văn Kẹo. Dạ. Còn kính thưa không tiền này không thưa ba ta nhận trưởng họ kính thưa ba chú hôm nay cháu công bố phần trao thưởng giấy khen cho các anh các chị các cháu các em hai phần thưởng tốt đại học 40.000 một phần thưởng nhân với hai bằng 80.000 hai giấy khen sinh viên mỗi phần thưởng 15.000 nhân 2 bằng 30.000. Còn lại 20 giấy khen là từ học sinh cấp 3 xuống đến cấp 2 và trường mầm non. Tổng cộng mỗi phần thưởng là 10.000 nhân 20 bằng 200. 21. Ghi là 21 đấy. Bỏ một cái đi. Bỏ một cái của anh. Tổng cộng là 310.000 mua bánh kẹo liên hoan hết 56.000 phong bì hết 6.000 tổng cộng bằng 372.000 cháu xin hết so với cái quỹ cũ của mình 393.000 tổng thu là đấy đọc theo cái đấy 393 ở trên đấy. Ghi trên đỉnh ấy. Tổng thu là 393.000 tiền quỹ khuyến học. Còn tổng chi là hết 372.000.
còn lại hai còn lại 20.000. Trong đấy ông Định vẫn còn hạt cầm 23.000. Thế đúng không? Ăn đây không biết ăn đẹp của chúng hả? Cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.